Ít giờ đồng hồ sau khi di chuyển 125 km từ thành phố Auckland đến thành phố Hamilton của New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập luyện tại sân tập Porrit theo sự bố trí của FIFA. Sân tập này cách sân vận động Waikato, nơi diễn ra màn so tài với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ hai World Cup nữ 2023 gần 15 phút di chuyển. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn các nữ tuyển thủ chuẩn bị tâm thế khi đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẵn sàng tận dụng lợi thế về chiều cao, bởi một nửa đội hình hiện tại của đại diện châu Âu là các cầu thủ cao trên 1m7. Trước đó, ở trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ, hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp bất lợi không nhỏ khi không chiến do hạn chế về chiều cao so với đối thủ. Theo ghi nhận trong buổi tập chiều ngày 26 tháng 7, các nữ tuyển thủ khá thoải mái về tinh thần và thích nghi tốt với khí hậu lạnh. Dự báo, khi trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha diễn ra vào đêm ngày 27 tháng 7, nhiệt độ địa phương chỉ còn 9 độ C. Sau buổi tập này, đội tuyển đã đi dạo, làm quen với mặt sân vận động Waikato. Tính đến lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đã có lực lượng tốt nhất. Thanh Nhã, Hải Yến, Dư Thị Vân cũng đã sẵn sàng ra sân thi đấu trong màn so tài với Bồ Đào Nha vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 14 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam.